Có rất là nhiều người trong cái cuộc đời này họ không nghe đạo, họ không có hiểu. Họ cứ nghĩ rằng là cho con đi học và có bằng cấp này bằng cấp kia là con tương lai thành đạt. Chưa chắc thành đạt. Dù con có thành đạt nhưng cái sự thành đạt của con giống như hoa nở dội tàn vậy đó. Nó rất mau tàn vì các con không có tạo thêm cái phúc đức. Giống như giờ một ly nước như vậy, các con chỉ có uống thôi mà không biết châm vào thì hết nước, nước đâu uống đây. Bây giờ sự thành đạt của các con là nước nó chỉ còn có nửa ly à. Mà các con dùng quá nhiều hết luôn cái nửa ly nước này mà các con lại không có phương pháp để châm nước vào. Bằng vậy thì sự nghiệp của các con vừa mới phát lên thì tức khắc nó chìm xuống. Tại vì sao? Vì mình không biết châm cái nước vào ly. Giống như mình không biết tu cái phước thì tức khắc mình không có thành công tồn tại lâu dài. Có rất là nhiều người trong cái cuộc đời này, mình thấy cái danh tiếng người ta và tiền bạc người ta nó nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng do họ không nghe đạo, họ ác quá. Các con sau này lớn lên tuyệt đối không có dám lấy những cái đồng tiền mà không đúng đạo nghĩa. Các con nhớ nghe không? Không có được lấy những cái đồng tiền mà khổ cực của người ta. Những điều, những đức dặn các con nhớ cả đời nè. Một là những mùa lũ lụt mà dựa vào đó để tăng giá lương thực, dựa vào những lúc người ta khổ mà tăng thêm thuốc men, lấy tiền cao lên để thụ lợi. Việc này cỡ nào cũng không làm. Đây là một cái việc tổn đức, cực kỳ tổn đức. Còn khi người ta bị dịch bệnh này kia mà dám lấy thuốc men để đổi qua tiền bạc, để dụng lợi gì cá nhân, của công mà dám lấy làm của điên, đây là không dám làm. Vì cái này là cực kỳ tổn đức. Vì người ta đang cực kỳ khổ, mà đó là toàn là đồng tiền xương máu người ta bỏ vào để mà giúp người, mà mình lại dám lấy đồng tiền đó để giúp cho gia đình riêng, lo cho bản thân mình, thì đây là sự tổn đức cực kỳ lớn. Nhớ. Còn khi gặp người ta thất thế xa cơ mà lại dựa vào đó để mưu lợi, tìm cách để chiếm hữu gia tài, chiếm hữu vợ con người ta, đây là một cái hành động cực kỳ tổn đức. Mà dù có phất lên đi chăng nữa thì một thời gian ngắn thôi thì nhất định tan nhà mất mạng là do cái việc làm tổn đức này mà ra. Nhớ à. Nghe nghe các con nhớ cả đời những cái việc như đức chỉ dạy cả đời các con mà nhớ đó nghe. Các con biết rằng nhiều người già vô chùa mình mà các con biết bơ bắt mà mình vớt là cái vai trò đó nó lớn lao dữ lắm, không giỡn đâu. Khi người ta mà giống như còn làm việc được mà mình giúp người ta thì cái này nó chung chung thôi. Nhưng mà khi con người ta thất thế xa cơ mà giúp là việc này cái ngặt cái nghèo mình giúp được cho người ta. Nên những đức nói là hai cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời con người ta mà làm được. Nên chùa mình á, những người trẻ mà cùng chung tay những đức nó ý nghĩa dữ lắm. Một vai trò thứ nhất là dạy trẻ em nên người. Đây là việc cực kỳ lớn. Đây là đang dẫn dắt người ta, chỉ người ta một phương hướng, một con đường tốt. Mà con nít phải được chỉ một con đường tốt. Nên người ta nói là dạy con dạy lúc còn thơ, hiểu không? Thì bây giờ cái việc này là con còn nhỏ mà dạy con được cái điều này, dạy các cháu điều này là điều quý vô cùng. Nên Bác Hồ ngày xưa rất là chú trọng cái việc mà dạy thiếu nhi, dạy trẻ em. Bác Hồ rất chú trọng. Và Bác Hồ rất là chú trọng cái việc mở trường học. Vì một con người mà khi thiếu học, một con người dốt á, họ thường có những cái tâm tiêu cực. Và họ là con người nó không có mở rộng được cái tâm. Phần nhiều là những con người mà dốt nát, người ta không được học tập, là người ta ưa bị một cái tâm tiêu cực dữ lắm, hiểu chưa? Nên Bác Hồ rất là chú trọng cái việc mà mở trường học, tránh đi cái việc mù chữ à. Rồi dù cho ở phương xa nhưng Bác Hồ luôn luôn viết những lá thư về để chúc những cái dịp mà trung thu. Rồi cái dịp đầu năm học Bác Hồ đều viết một lá thư gỡ về, và lá thư đó phát rộng ra để mà tất cả những trường học phải đọc lên, để mà lời của Bác Hồ nhắn gỡ đến các cháu thiếu nhi như thế nào thế nào. Đây là cái hành động cực kỳ quan trọng nghe quý vị. Nên những đức nói cái việc đầu tiên của một con người đủ duyên mà làm được cái chuyện mà giáo dục trẻ em là việc cực kỳ quan trọng. Vì đó là một phương hướng để cuộc đời các cháu đi đến chỗ thành công. Và cái điều vô cùng quan trọng đó là cái kết luận đời người.
đó là tuổi già phải cần được sự quan tâm lo lắng, nên mỗi một đất nước đều mở ra những viện dưỡng lão để cho những người già cơ nhỡ, những người già được nơi nương tựa, lo lắng, quan tâm. Và chúng ta ở đây làm được cái việc nuôi người già mà đi sâu thêm một bậc rất cao nữa là cái gì? Là nuôi dưỡng nội tâm cho các người già này. Vì đạo Phật dạy con người chết không phải là hết, nên dạy cho các người già này họ vừa sống được bình an mà họ còn nuôi dưỡng được cái tâm giải thoát của cuộc đời họ, khi cuối cuộc đời họ hướng đến chỗ giải thoát cuộc đời. Đây là việc làm ý nghĩa lớn vô cùng, mà những người trẻ cùng chung tay những đức làm việc này đúng là thật sự ý nghĩa. Nói tóm lại là nuôi dạy trẻ em, nuôi dưỡng người già là việc lớn lao của cuộc đời người làm được. Nên chúng ta bây giờ các con sau này học có học vị này học vị kia, nhưng các con đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, chỉ nghĩ rằng học vị này để kiếm bao nhiêu tiền của một tháng. Sở học này kém quá. Các con học ra mà một con người như vậy thì quá kém. Con phải tin rằng là cái phước của một con người có thể thành công sự nghiệp lớn hơn, chứ không phải là học vị đó để kiếm tiền nhiều. Mà học vị đó các con nên chọn một cái ngành nghề gì để các con làm việc đó mà có ý nghĩa trong cuộc đời của các con. Cái nghĩ này mới là cái nghĩ đặc biệt. Nhưng mà các con phải nhớ nghe, mỗi một cái công việc của các con nếu như đã hiểu rồi thì không bao giờ chọn những cái nghề mà đi tạo nghiệp. Tuyệt đối đi học không bao giờ ra trường mà làm cái nghề phá thai. Việc làm phá thai là tuyệt đối các con không làm. Những đức nói đây là những đức chỉ dạy các cháu ở đây thôi nghe, chứ những đức không có đụng vào cái phạm vi của những con người làm nghề đó. Nhưng mà mình học Phật, mình tin nhân quả, mình dạy các cháu không nên làm cái nghề này. Vì cái nghề này về sau á, quý vị khi phước hết á, quý vị sẽ thường ác mộng lắm. Thì bây giờ mình cứ nghĩ đi quý vị, người ta muốn sinh ra đời mà giờ mà người ta không sinh được, rồi người ta đều bị ngăn chặn ngang cái việc được sinh ra, thì cái sự oán thù của cái phần hương linh mạnh dữ lắm. Nó tập trung toàn thể cái lượng mà bị phá thai đó lợi. Rồi nó thấy mình phước si, rồi nó mới tìm những cái người mà làm cái nghề nghiệp đó. Nên những đức đã gặp rất nhiều người làm nghề đó. Và họ gặp những đức, họ nói: thầy ơi, bây giờ con khổ dữ lắm thầy ơi, đêm nào con cũng tối lại là con sợ dữ lắm thầy. Mỗi lần ngủ là cứ ào ào kéo tới, rồi đây dãy hết trơn, lóc nhà cũng có, dưới chân bàn cũng có, rồi giường cũng có, gối cũng có, đầu trên đầu con có, mình mẩy con nó bu đầy hết, nó bám, nó vấu, nó làm kinh khủng lắm. Giết mà thầy biết rằng là khi mà con vừa nhắm mắt một cái, thầy ơi, là con nghe gì gió thổi xào xạc mà nó đi ruồn 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 ruồn, nó đi ầm 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 mà giết con sợ quá thầy ơi. Đó. Là gặp 3-4 người làm nghề đó đó, khi phước si nó kinh nhiệt. Như vậy mà chồng nằm kế bên ngủ khò khò, tại vì người ta đâu có dính cái cảnh giới đó đâu. Nhưng mà sống trong gia đình thì nó cộng nghiệp, nhưng mà do phước ta còn dày nên người ta chưa có bị cảm với cảnh giới đó. Nhưng mà cái người này khi phước si là bắt đầu nó cảm với cảnh giới đó liền. Nên những đức nói rằng sau này các con đi học thiệt đó, cái nghề này không có làm, nghe chưa, cái nghề này không có làm, nhớ. Nên những đức khuyên các con nên chọn những cái nghề mà nó có thể mà giúp cho mình tâm trạng nhẹ nhàng chút, đừng có bị áp lực. Đó cũng là cái phước duyên của các con. Khi có phước rồi tự nhiên nó có một cái nghề đặc biệt, nghe không? Thí dụ như giờ hướng dẫn viên du lịch cũng là một cái nghề cũng đặc biệt vậy đâu. Nếu như mà các con mà có biết Phật pháp thêm chút nữa mà làm ngành hướng dẫn viên du lịch thì hay. Tại vì cơ hội để giao tiếp, cơ hội để đem Phật pháp giới thiệu. Mà biết Phật pháp rồi lý giải hay dữ lắm. Thì làm hướng dẫn viên du lịch cũng đặc biệt ha. Nên từ nơi đó làm nghề bác sĩ. Bác sĩ cũng là giúp người. Mà biết tu thì các con có thể chấn an được cho người ta. Thí dụ như người ta bị bệnh, người ta lo quá, các con biết Phật pháp, các con đem vài câu trong Phật pháp các con giúp cho người ta an tâm. Thí dụ như mình là bác sĩ đi, người ta lỡ người ta nói: bác sĩ ơi, bác sĩ, con ra đi em không ngủ được, bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi, bác coi sĩ coi coi, con còn mấy đứa con, lỡ con chết đi con sẽ làm sao á bác sĩ ơi, bác sĩ. Mình lỡ nói: không sao đâu cô, sao đâu, bình tĩnh. Bác sĩ thấy rất là nhiều người bệnh như cô, nhưng mà cuối cùng cũng qua, không sao nghe. Nghe lời bác sĩ nè, tâm trạng thoải mái lại, đừng có lo quá.
lo nó làm ảnh hưởng tới bệnh của cô nhiều lắm. Yên tâm nghe lời bác sĩ nghe. Bây giờ để bác sĩ kê người ta thuốc uống một cái là nó nhẹ liền à. Rồi mình nói vài câu trước nhất là tâm trạng người ta nhẹ nhàng nghe không? Tại vì người ta bệnh đau, người ta tìm đến mình, dù là đông đông người đến trị bệnh, nhưng mà mình cũng phải có cái nuôi dưỡng cái tâm tư của mình cho nó thoải mái. Chứ đừng có bao giờ mà ta đến đông quá cái là lỡ người ta khóc cái đầu, mình nạt nộ, mình la người ta, thì mình đâu phải là y đức đâu. Người ta đã là bệnh đau mà mình nạt nộ người ta thì người ta sợ, người ta càng bị bất an thêm thì người ta sẽ sanh ra bệnh tình nhiều. Nên gọi là lương y như từ mẫu, đã là cha mẹ thì thương con nó dịu dàng đúng không? Người ta bệnh đau mình nói vài câu thì trước nhất là tâm trạng thoải mái, đó là trị về tâm lý bệnh trước. Nên tại sao mà thí dụ như bệnh viện người ta có những cái khoa tâm lý bệnh, mà cái bệnh mà cái người mà học về tâm lý đó, cái người phải xen Phật pháp vô, xen nền giáo dục vào, xen Phật pháp vào để tin sâu nhân quả. Thì cái người mà bên cái ngành mà trị bệnh tâm lý đó, nó đi đến mức cực điểm cao độ luôn. Vì những đứa chưa từng học qua cái việc mà trị về bệnh tâm lý, nhưng mà những đứa gặp những người mà ta bất an, những đứa nói chuyện người ta còn cười sặc sặc, thì những đứa tin rằng là nếu như học thêm Phật pháp á, học thêm định lực nhân quả và biết cách nói chuyện, thì quý vị giải tỏa tâm tư người ta đặc biệt lắm. Nó thật sự mà nói, thất tình mình cũng giải được, tình treo cổ tự tử mình cũng giải được, thấy không? Rồi làm nhiều việc mình đều giải được cho người ta. Nếu như đạt đến cái trình độ mà học về ngành mà mình giải tỏa tâm lý cho người ta mà học Phật pháp thêm á, thì nó đi đến đỉnh cao. Chỉ có Phật pháp nó mới đi đến đỉnh cao, cao luôn đó quý vị, thấy không? Nên các con nên chọn những cái công việc mà các con vừa làm được nhưng mà các con lại không có đi tạo nghiệp, vậy thì nó rất là hay. Nhớ đó, nó rất là hay. Tại sao đi về chùa mình dù ăn những đứa cũng nói chuyện, không nói chuyện chỉ có ăn, không thì con người nó đờ, thấy không các con? Con người mà chỉ có ăn không mà không được nghe giáo dục thì không thông minh. Nên trước khi mà được ăn thì phải được nghe giáo dục, rồi ăn nó mới ngon, rồi nó mới tiêu hóa được, hiểu chưa? Tại vì nãy mình mới ăn mà bây giờ thầy lên mà không nói thì một chút mình ăn sẽ không ngon, thấy không? Đó là cái việc rất là quan trọng. Nên đồ ăn nó trước mặt mình nhìn nó một chút, trong lòng mình nói bạn đừng có nhìn tôi. Chừng nào thầy cho tôi ăn thì tôi mới nhìn bạn, thấy không? Đó, nên các con nhớ nè, đi về chùa những đứa rất là thương con nít nghe. Những đứa ngày xưa cũng không có thương con nít nhiều đâu con, ngày xưa chưa đi tu á, những đứa thấy con nít phiền phức lắm. Có thể một đứa bé dễ thương, những đứa đi ngang nựng cái thôi tuyệt đối không ẩm, vì sợ nó đái vô mình. Hồi xưa có mấy đứa cháu ẩm nó tự nhiên, hồi xưa đâu có tả đâu, mình thấy cũng thương mình ẩm cái nó tẹt cái tự nhiên ướt mình mẩy mà chân, hoặc là nó xón ra quần á, dính vô đồ mình sợ từ đó sao mình không chịu ẩm nó nữa. Nhưng mà bây giờ những đứa học Phật là những đứa rất là thương nít nghe. Mà thương con nít là những đứa học từ ai các con biết không? Bác Hồ à, mình thấy rằng Bác Hồ đi đâu cũng thương nít chứ, đi qua nước ngoài con nít cũng thương Bác Hồ nữa. Mà Bác Hồ mà được con nít thương là chỉ đặc biệt là một là Bác Hồ thương con nít, rồi đi đâu Bác Hồ cũng cầm kẹo cầm bánh theo. Cái đó là tấm gương mình nên học theo bác á. Con nít mà mình cho miếng kẹo miếng bánh là tự nhiên các cháu nó có tình cảm với mình liền. Người lớn cũng có tình cảm với chuyện nít. Trời ơi. Người lớn cũng vậy nữa. Mình đi đâu đi mình mua đi, bây giờ mình đi đâu đi mình mua miếng quà bánh đem về đi. Ví dụ mình đi làm đi, bữa nay mình về trễ mình biết vợ mình nhà đang trông, thấy không? Mình vừa đi về cái đâu mình mở cửa mình làm nè, tèn 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 tờ làm. Mình làm vậy đi, tội cái gia đình mình nó vui gì đâu á. À, tại sao mình không làm cái điều mà để cho gia đình mình vui? Mình biết con vợ đang chờ mình đi làm gì, tự nhiên mình ghé mình mua miếng bánh miếng kẹo gì mình đem về, cái mình vừa ha, mình gõ cửa, mình làm lạ mà gõ cửa nghe, mình gõ cửa để cho mở chơi chứ mình đừng có mở. Mình gõ cửa cái bả vừa bước ra, cái mình bước vô mình tèn tèn tèn. Hiểu chưa? Trời ơi. À, đó là mình nó biết cách bồi dưỡng gia đình, hiểu không? Biết bồi dưỡng gia đình đó nghe. Nó trời ơi, mà có khi mà mình bước vô nghe, mình thấy con mình nó tuốt ở trong, mình bước lại tèn tèn tèn, rồi xong mình hung vợ nhẹ một cái tạo. Đặc biệt cái gia đình của mình nó bồi dưỡng hạnh phúc. Đây là tôi nói về nhân sinh nghe, tôi nói về nhân sinh. Thì tôi là người ngoài đời, ngày xưa tôi cũng hiểu được chút chuyện,
hiểu chưa? Chứ một nó học Phật nó mở rộng dữ lắm quý vị, hiểu không? Những đức chỉ quý vị là để hạnh phúc cái gia đình của quý vị á. Cái hạnh phúc gia đình ai mà không cạn. Thật sự mà nói, những đức nói quý vị nghe, trong cái cuộc đời này con người đã là con người thì ai cũng cần được thương. 100% ai cũng cần được thương, ai cũng cần được quan tâm. Bản thân mình cũng cần người ta quan tâm. Như những đức quý vị nhìn thấy rất cứng cỏi nghe, rất là giống như là một tư tưởng đàn ông mạnh mẽ lắm. Nhưng mà khi những đức bệnh giống như ai mà đến chăm đồ mà cái này kia mà lo như con nít đồ quá, những đức trong lòng giống như ga dẻ phải không? Thôi. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà thử không lỡ đi, không lỡ lo đi là trong lòng nó buồn. Buồn có khi nó khóc. Không giỡn đâu nghe quý vị. Thà mình lỡ mình hỏi đại một tiếng đi, mình lỡ mình thăm lơm đại đi, nói thôi bệnh đau để tôi niệm Phật này kia, thôi thầy cho con thăm một cái, thăm hỏi thăm một tiếng à, vậy đó mà trong lòng thấy nám áp dữ lắm nghe. Nhưng mà thử biệt tích biệt tâm luôn, thôi để cho thầy niệm Phật khỏi đi thăm, vậy đó mà nằm trong phòng thấy đúng là những con người vô tình vô nghĩa. Thấy chưa? Đó tâm lý đó nghe, đừng có nói chuyện giỡn. Nên mình gặp một người chồng, một người đàn ông giống như cứng cỏi, một người phụ nữ cứng cỏi, nhưng mà nó không có cứng đâu. Nhìn bên ngoài nó cứng mà bên trong nó mềm. Nó không có cứng đâu. Mình cứ quan tâm, mình cứ lo lắng, dù giống như là nói thôi được rồi, nhưng mình cứ lo đi, người ta vẫn thích. Chứ mình đừng có nghe, mình nghe nói từ chối cái là mình không lo nữa. Vậy đó mà không thích đó. Không thích cái này là tôi nói về tâm trạng. Giống như tôi là một con người bị nhìn thấy cứng cỏi nè. Vậy đó mà tâm tư tôi vậy đó, tôi nói cho nghe để cho mỗi ông mỗi bà tự kinh nghiệm mà quan tâm gia đình của mình nghe. Đó. Nó cả con cái mà đến với cha mẹ gì nữa các con. Mình đi học về tự nhiên mình vào mình làm cho cha mẹ mình vui, mình tung tăng cha trước mặt cha mẹ một cái. Tự nhiên cha mẹ mình vui lòng vô cùng luôn. Nó hoặc là ngày sinh nhật của cha mẹ gì, mình mua bánh sinh nhật đưa mình làm mình đốt vài cái đèn cầy sao mình bước vào mình A Di Đà Phật, mình niệm Phật hoặc mình ca một bài hát gì sinh nhật đó, mình làm cho cha mẹ mình vui lòng cách nào cũng được, miễn cha mẹ vui là được rồi. Mình làm như vậy tại sao mình đi tìm người ta mà mình quên cha mẹ của mình? Cha mẹ mình quan trọng nhất mà mình đi tìm người ta cũng mà bậy quá, hiểu không? Nếu mình có bạn trai có bạn gái thì mình dẫn đến nhà mình để tổ chức sinh nhật cho cha mẹ mình. Đó là điều rất đặc biệt, rất đúng. Đừng có đi tìm chỗ nào riêng biệt của bạn. Ngày nào thì ngày khác. Còn cái ngày sinh nhật của cha mẹ là dẫn bạn về để chúc sinh nhật cho cha mẹ của mình. Vì cha mẹ của mình có khi bận bịu công việc không quan tâm nghĩ đến bản thân. Nhớ nè, đừng có nói rằng là cha mẹ cực khổ mà không có muốn người con cái quan tâm nha. Vì cha mẹ thì có cái tâm hy sinh. Đã là có tâm hy sinh thì tự nhiên không muốn nghĩ đến điều đó. Nhưng thật sự có nghĩ không? Có nghĩ, chứ không phải là không nghĩ đâu nghe. Nhớ đó, dù cha mẹ mình già nghe quý vị, đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng là cha mẹ mình già rồi thì không có ăn cái gì nhiều đâu. Dù không ăn nhưng mình cũng mua để cha mẹ mình cầm bánh trái này cho con cháu khác, nhưng cha mẹ vẫn vui. Nghĩ cái thằng hai, thằng ba, thằng này nó biết chuyện lắm nghe, nó đi đâu cái là nó về nó mua đồ cho tao à. Rồi già mình đi đâu á, công tác làm việc gì đó, bắt đầu á là mình mua chai dầu nước xanh hay là một cái chai gì đó cho mẹ. Cha này, mẹ ơi con đi làm xa, con đi về nghe, con mua cho mẹ chai dầu nè, con bỏ bao lì xì nè mẹ, chuyến này con đi con cũng kiếm được chút đỉnh tiền nghe, con lì xì cho mẹ nè, lì xì cho bá nè. Trời ơi, một hành động như tại sao quý vị không làm, chờ cha mẹ chết đi mâm cao cổ đầy làm chi, lúc còn sống này mình làm điều đó đi. Rồi mình dẫn dắt cha mẹ đi tu, mình dẫn đi đâu cũng đi chứ nha. Tại vì thương mình quá. Thằng hai tao tin nó lắm, nó dẫn tao đi đâu là tao đi đó à. Nó kêu tao niệm Phật giảng sanh là tao niệm liền. Tình cảm mà, không? Còn bây giờ mình không chịu lo đâu, mình không chịu lo gì hết. Mình nói tiền này để cúng dường Tam Bảo, đưa cho bà giữ đó chấp. Kệ chấp mà nó, bà thương mình, bà thương mình rồi bà chấp mình, bà chấp mình rồi mình mới dẫn bà đi. Giống như giờ những đức muốn cho các cô tu thì các cô phải thương những đức, các cô thương những đức, các cô lại dính mắt những đức, rồi những đức tu các cô phải tu, hiểu không? Đó, nó tu một chục năm sau, mười năm sau tự mấy bà sẽ biết được. Vì sao mười năm sau, hai chục năm sau
thì những đức cũng già. Thì mấy bà nhìn nó già chát à. Hiểu chưa? Đó, mình còn trẻ thì mình nói chuyện, mình thương người ta thì tự nhiên người ta quý thương mình quá, người ta phải tu theo mình. Quan tâm quá, quá đặc biệt rồi, kiếm đâu ra đàn ông gì? Thì tự nhiên tu theo hoài, 10 năm sau, 20 năm sau thì tự nhiên Phật pháp được hiểu ra, thông hiểu cái tâm ra, là lúc đó tự nhiên không còn cái gì dính mắc nữa chứ. Nếu không có cái thời gian của tình chấp này thì bỏ tu liền, nó đi chấp cái khác, nó đi chấp cái thằng lũ đạn, hiểu chưa? Thì tức khắc nó bỏ tu, hiểu không? Nên mình là một người đàn ông, một người phụ nữ trong gia đình, là để cho vợ mình chấp mình, chồng chấp mình, để cho nó nặng nề, là sự quan tâm, lo lắng, thương yêu. Rồi xong mình mới dẫn dắt người ta đến chỗ tốt, đẹp, an vui. Rồi sau này đến khi cặn tử nghiệp cuộc đời là tự hiểu hết trơn à, buông ra liền. Nhưng mà không có cái chấp của vợ lẫn chồng thì nó sẽ đi tìm cái chấp khác. Mà nó tìm cái chấp khác thì gia đình mình đâu có còn hạnh phúc đâu, hiểu không? Một cái bài học tập này quan trọng ghê nha. Hiểu không? Đó. Nên Nhật Đức ở đây rất là thương các cháu nhỏ nghe. Các con về chùa Nhật Đức rất là vui, các con cười vui, Nhật Đức rất là mừng. Đó, nên mai mốt coi Nhật Đức vài bữa Nhật Đức trúng số, Nhật Đức mua thêm chiếc xe điện nữa cho mấy đứa nít đến chùa nó, nó có xe nó ngồi thêm chiếc nữa nghe. Nhật Đức tặng cho bên bên Đại Tùng Lâm hết trơn à, đưa mấy xe điện mới cho người ta đi hết à. Mình bên đây thường xuyên nên các cụ bên kia tội nghiệp, nên đưa xe điện cho cụ bên kia đi chứ à. Buổi chiều chở vòng vòng cái cụ cho cụ vui. Còn đây mai mốt nhà Đức mua thêm chiếc nữa cho đây đi, với thêm nữa là mấy đứa nít nó đến chùa nó được ngồi chơi ha. Rồi các con tung tăng vui, thôi kệ đi, có một cái sân chơi cho các cháu. Nên quý vị làm cha mẹ và đi về chùa mình là quý vị thấy rằng là biết chùa mình ở đây là quý vị thấy ấm áp lắm đó nghe quý vị. Rất là ấm áp và rất là ý nghĩa. Và cuộc đời mình từ hôm nay quý vị nên sống đặc biệt vui vẻ. Đây là cái ý nghĩa nhất của cuộc đời chúng ta nghe. Con nít từ khi còn nhỏ mà được dạy cho cái việc nghe đạo, biết tu, biết tin nhân quả, biết bố thí cúng dường, biết gặp người nghèo khổ giúp đỡ. Rồi giống như đi ra ngoài chợ mà đi với mẹ, mẹ mình mua cho mình cái bánh mà gặp bạn đi xin ăn, đi bán vé số nhỏ như mình, mà các con biết thương, nói mẹ ơi, mua cho bạn đó cái bánh đi mẹ. Nếu như con mình mà có tâm vậy đó quý vị, đứa con này sau này nhất định sẽ thành đạt, chắc chắn luôn. Nhưng Đức tin 100% là con người thành công trong cuộc đời này do từ có phước mà thành công. Giỏi mà thiếu phước cũng vô ích, không thành công đâu. Cái người mà có phước dày rồi họ làm chơi cũng có nữa. Giống như có phận cần gì lo, nó đã có phước phần à, tự nhiên có. Có người nó không có phước phần, nó đi tìm kiếm, nó đi chỗ này chỗ kia, nó dùng mọi cách thủ đoạn, không có nữa. Đứa con mình sanh ra rất thông minh, nó rất là nhiều cái ý nghĩ làm giàu, nhưng nó chỉ có nói không chứ nó không có giàu. Vì trong mạng nó đâu có phước đâu giàu. Nên cái việc mà dạy con tu phước duyên là cái việc quan trọng trong cái cuộc đời của con mình. Nít mà giờ lớp đạo làm con mà được đi đến đây mà được niệm Phật, quý vị thấy cả cái nước chúng ta không biết được mấy đứa nít này, không có dễ đâu. Nó ngồi gì mà ngoan dễ thương, mà mấy bé nó có nói những đứa có duyên với nhau nha. Nhiều đứa nít nó gặp những đứa nó thích những đứa lắm, tại mình thương. Thật sự là mình thương các cháu, mình suy nghĩ cho các cháu nhiều thứ. Nên những đứa nói rằng là mỗi tuần thứ bảy mà các cháu được về chùa vui lắm. Nội mà bây giờ các cháu đi vòng vòng cái vườn hoa các con chơi cũng thấy thích. Đừng có bẻ thôi, hoa giấy nở đẹp đừng có bẻ nó, thấy không? Rồi được ăn cơm chay là thấy có phước rồi, thấy chưa? Giống như câu chuyện mà có một cái cô gái này, cô rất là nghèo, nghèo dữ lắm, đi xin ăn. Rồi cô tự nhiên cô nghĩ rằng là bản thân mình nghèo là do thiếu phước. Bây giờ xin được có một hai cắt bạc để mà mua đồ ăn ăn thôi. Vậy mà dám cầm một hai cắt đó, thành tâm thành ý cúng dường cho một vị tu hành. Vị tu hành này biết được rằng cái tâm này quá thành kính, tiếp nhận cái cúng dường đó
bằng một cái tâm thành kính. Người cúng cũng thành kính. Có một cái cắt bạc vì mà cái phước duyên nó thay đổi cái số mệnh luôn. Sau này cái cô gái đó lớn lên trở thành hoàng hậu, nó thay đổi số phận luôn. Tại vì cái tâm cúng đó nó quá lớn mà cái tâm. Có nhiều người ta cúng rất là nhiều mà không có cái tâm đó. Ví dụ như bây giờ người ta có bao nhiêu tỷ bạc mà ta cúng có 100-200 thôi. Thì cái chuyện này nhìn thì thấy nhiều nhưng thật sự nó chưa phải là tặng lòng. Nhưng mà bây giờ người ta đi xin ăn chỉ có 1-2 cắt thôi. Vậy đó mà ta dám cúng hết, đây là tặng lòng người ta đó. Hiểu không? Nên trong nhà Phật á, không phải nói nhiều, nói ít gì cái vật chất, mà nói cái tâm của người mình khi phát tâm cúng. Cái tâm của người khi phát tâm cúng, nó thù thắng lắm. Giống như Hòa Thượng ngày xây cái phòng hộ niệm, ngày nói những đức. Hòa Thượng ngày nói rằng là giống như các cái nhà toan phòng hộ niệm này. Những đức thì thường gần các cụ già, nuôi các cụ. Hòa Thượng thì lớn tuổi, Hòa Thượng ít ra. Thì Hòa Thượng các nhà là quý quá rồi. Nhưng mà mình nuôi các cụ thì mình nhìn nhận nó gần chút nữa. Những đức xin Hòa Thượng ơi, thôi lỡ cắt thì thôi cắt cái nhà lợp ngói đi, ấy là phong đồ cho nó mát như bên hộ pháp. Chứ giờ nếu nhà toan mà mấy bà già bà yếu bà nằm chỗ đó bà gần mắt mà nó nóng cái nữa chắc bà chết queo. Nóng quá nó khô như con khỉ khô. Thời tiết này nó nóng tội nghiệp mấy bà già. Tại vì mình đi thăm các cụ mình coi hoài mình thấy nằm thấy tội nghiệp, thấy không? Thì mình thấy Hòa Thượng cắt bên đây ngói đồ nó mát các cụ, làm la phong đồ có hoa đồ đẹp. Mình cũng thích cho các cụ cuối đời được nằm vậy. Cái tâm ý niệm mình. Xong mình xin Hòa Thượng, Hòa Thượng nói bây giờ nếu mà ông xin tôi thì đổi là hết trơn rồi. Bây giờ nó làm móng đồ lỡ hết trơn rồi sao? Mình nói thì Hòa Thượng cứ làm đi. Rồi thiếu chỗ nào thì con bù chỗ nấy. Ý những đứa muốn dạy các cháu là các con phải có cái tâm niệm gì người ta nhiều vậy đó. Thì cái phước các con lớn dữ lắm. Mình không phải là mình nghĩ mình nằm ở đó đâu các con, mà mình nghĩ cho người ta nằm ở nơi đó được mát, để người ta ghê đi được nhẹ nhàng. Cái tâm đó đó, cái phước các con lớn dữ lắm luôn. Nhưng Đức dạy các con là dạy ngay cái tâm thiện á. Thí dụ như giờ các con sau này các con giàu đi, các con thấy một cái người bằng tuổi mình mà họ nghèo quá, họ làm không được bao nhiêu tiền, mình thấy tội nghiệp họ mà nghĩ cho họ. Rồi mình nghĩ sao mà mẹ cha ơi trả lương cho người ta nhiều nhiều chút đi. Cái đồng lương người ta mỗi tháng mà con ăn vài ngày cũng hết. Mình nghĩ vậy cái là cái đứa con nó có phước rồi đó. Cái đứa con nó sau này phước nó lớn dữ lắm. Còn thí dụ như mình giàu mà người ta làm công cho mình, mà mình chửi rủa người ta, mình coi thường người ta, mình xem người ta như người ở đợ, mình coi người ta không phải là con người như mình. Dù cho cái phước nó lớn nhưng mà nó tổn cực kỳ mau luôn, nó tổn dữ lắm. Nên mình dạy con mình là cái đạo đức làm người nó quan trọng dữ lắm quý vị. Có nhiều người bây giờ người ta nghĩ rằng là học vị là quan trọng. Chưa chắc đâu. Học vị chưa chắc quan trọng đâu. Bữa đó những đứa gặp một cô bé, cô cũng có học vị lắm chứ, nhưng mà cô nặng nề trong tâm trạng cô vô cùng. Mẹ cũng lo cho con dẫn đến đấy. Khi những đứa nói chuyện xong thì thấy cô cũng có nụ cười. Rồi xong rồi cô ở lại chùa, cô cộng tu. Thì những đức nói cô một câu rằng bây giờ giải quyết quan trọng không phải là sự nghiệp nữa, mà giải quyết quan trọng nhất của cuộc đời cô là tâm trạng. Cái tâm trạng cô giải quyết trước đi rồi cô mới làm được sự nghiệp. Thì thấy vô đây tu dài 3 ngày là thấy cái mặt tươi cười cười, nhưng mà mới có vậy thôi chưa thấm vào đâu đâu. Nó phải đi sâu vào cái đại chúng sống với người ta. Con người á, các con còn nhỏ nhớ nè, cái đặc biệt thành công của một con người là chúng ta có thể hòa nhập được với nhiều con người. Hòa nhập được với nhiều con người mà các con lại là một con người biết phân biệt đúng sai, chánh tà, và biết chọn được con người mình đi theo nghiêm túc. Mình không đụng chạm với ai mà mình biết chọn người mình đi theo. Người đó mới là người đặc biệt. Mà muốn trở thành con người đặc biệt như vậy là con người phải được sự trải nghiệm.
rèn luyện con mình từ khi còn nhỏ qua những cái vấn đề khổ, khó. Rồi mình đem những tư tưởng kinh nghiệm để dạy con mình để trải nghiệm trong cuộc đời. Thì đứa con mình đó mới là hưởng được cái sự nghiệp lớn mà cha mẹ ban tặng cho con. Nên những đức các con biết rằng là sanh trong một gia đình nghèo, những đức đã khổ rồi. Bây giờ những đức nhìn các con, những đức rất thương mấy đứa bé nhỏ. Những đức muốn tạo cho các con một cái điều kiện mới lại khác những đức ngày xưa. Đời những đức có thể trải qua thời gian tới 29 tuổi gặp Phật Pháp. Đời các con có cơ hội được như vậy không? Các con có thể gặp Phật Pháp năm 29 tuổi mà tiếp nhận được như những đức đã tiếp nhận không? Chưa chắc. Nên có những người á, họ cho con họ nghỉ học, họ nói rằng thầy chỉ có học lớp 3, thầy còn làm được điều đó. Hòa thượng hãy hiền để là toàn thân xá lợi, cũng không có chữ nào biết. Những đức nói hoàn toàn nó khác nhau, chúng ta cũng không biết căn tính của mỗi người như thế nào. Tốt nhất là cứ cho con học hành đàng hoàng. Từ khi con nghỉ học, đó là chuyện con đã chọn con đường của con. Chứ đừng bao giờ giỏi vàng không cho con đi học mà nghĩ như những con người, người ta học không bao nhiêu mà ta làm được những gì cũng lớn trong cuộc đời. Tại vì mỗi người căn tính đều khác hoàn toàn. Nếu như con mình không được căn tính như vậy mà con mình lại dốt nát, thiếu học, vậy thì sau này cuộc đời con mình sẽ như thế nào đấy? Rất là khó quý vị, không có dễ đâu. Nên á, cái việc mà bồi dưỡng phước duyên cho con là việc rất quan trọng. Nên những đức nghĩ rằng ruộng phước điền từ ngôi Tam Bảo nó lớn dữ lắm. Con nít từ khi còn nhỏ phải biết trồng ruộng phước điền từ ngôi Tam Bảo. Thì đứa bé này sau này phước rất là lớn. Mà từ khi còn nhỏ đã phước lớn như vậy mà được nghe giáo dục tư tưởng làm người nữa, thì các con sau này thành đạt rất là lớn. Những đức nói rằng có nhiều người học rất là nhiều mà học viết rồi bị chết nặng luôn, bị bệnh này bệnh kia, hại cuộc đời người ta. Những đức nói chúng ta có quyền học nhiều, nhưng phải học làm sao mà đem sở học mà để áp dụng trong cái cuộc đời được nó mới hay. Chứ các con đừng có nên học nhiều mà đem nguyên cái sở học để vào cái tủ phá lại, thì các con bị chết nặng á. Nhớ nghe, học để áp dụng trong cuộc đời. Càng học thì càng biết ơn, càng học thì càng hiếu với cha mẹ, càng học thì càng nhìn nhận được cái cuộc đời này mình mới làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Chứ không phải là các con cứ chạy theo bằng cấp, chạy theo học vị, chạy theo sự hơn thua, chạy theo sự giàu sang, chạy theo sự đẹp và kiểu đồ này kiểu đồ kia kiểu đồ nọ. Nếu như các con có tư tưởng gì thì cái góc độ của con nó kém quá. Người vậy nó không có phước đâu. Cái người có phước và hưởng cả cuộc đời lâu dài hạnh phúc là cái người phải nhìn nhận được cái thiện tâm, nhìn nhận được điều tốt, nhìn nhận được cái sự thương người, nhìn nhận được mình nghĩ cái gì đó để mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Các con mà có cái tâm đó thì các con mới có phước. Chính cuộc đời như đứa 29 tuổi gặp Phật Pháp là đổi lại mới có được ngày hôm nay nè. Không đổi lại thì dù cha mẹ mình có cho mình cái thân này thì cuộc đời mình cũng là sống những ngày tháng vô dụng. Tạo nghiệp giống như là một hạt giống hư để làm ảnh hưởng xã hội á. Nếu như bây giờ các con sau này là một hạt giống hư, chích xì ke ma tí, rồi làm những cái nghề nghiệp không đúng đắn để kiếm tiền, vậy thì cuộc đời đi đến thế gian này uổng phí cái cuộc đời mình quá. Nên bây giờ mình được đi đến chùa, được thầy dạy từ khi còn nhỏ, tạo điều kiện cho tu phước duyên, mỗi tuần cho niệm Phật, rồi dạy, rồi xong rồi làm lễ phóng sanh. Tất cả những việc những đức làm đây là vì các con sau này tương lai đó, và vì cha mẹ các con được nghe luôn đó, chứ không có giỡn đâu. Chứ công việc những đức mà sáng thì tổ chức á, khóa tu bên chùa mới, chưa về nghỉ một chút xíu công việc này kia, rồi nãy chạy ra ngoài kia mua thêm mấy chục con heo. Với họ mua được có 150 con, sợ không biết đủ không. Nít mà đứa này có đứa kia không có, sợ nó khóc. Nó khóc nó đòi không biết mình lấy đâu mà cho nó. Thấy tội nghiệp quá, nên thấy vậy thôi mình đi mua cho nó chắc. Chạy ngoài kia mua thêm, lựa thêm 50 con chuột, cái con heo chứ. Nên về để cho con, thấy không. Thì bây giờ mình thương các cháu vậy nó vẫn cảm nhận được chứ bù giỡn đâu. Thấy không. Đó, quý vị biết rằng là cả con nít luôn, tại sao mà quý vị biết cái gương mặt như đứa con đâu phải hiền gì đâu. Nhưng mà tại sao nít nó gặp như đứa là chạy theo à? Ôm chân ôm cẳng là thấy không? Tại vì nó biết thầy mặt dữ nhưng mà hiền. Còn người chưa đến gần là chỉ thấy dữ thôi là sợ. Nó không có nghĩa là nhận thức quá vội vàng. Thấy không? Có những người tuy mặt ta dữ mà ta hiền, còn có những người mặt hiền mà ta dữ thì sao?
Trong cái cuộc đời này mình không có đón mặt mà đặt tên được đâu. Chưa biết à nghe. Nên có cái cô kia cô đến gặp như thế, cô nói mẹ con nghe thầy giảng, con thấy con ghét thầy ghê. Nhìn cái mặt giảng thấy ghét hung dữ, thấy sợ. Nhưng mà con đi đến đây con thấy thầy không có dữ. Đúng không? Mình phải tiếp cận, mình phải nhìn nhận sâu sắc. Nên cuộc đời các con sau này lớn lên á, con nhìn người đừng bao giờ nhìn qua cái hình thức thôi, mà các con nên giao tiếp gần gũi, rồi tiếp nhận, rồi nhận thức. Các con sâu sắc nó biết được. Chưa chắc nghe, cái hình tướng bên ngoài chưa chắc đâu. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà một chút á, tặng cho mấy đứa con heo. Hiểu không? Con heo này á, con heo mà nó đưa cái đít lên để bỏ tiền vô là cho mấy thằng trai. Còn mấy con heo màu hồng này cho con gái. À. Hiểu không? Đó, nên á, có mấy con heo nhỏ nhỏ đó thì mấy đứa nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Mua nhiều loại heo. Đó. Các con nhớ nè. Các con đi học có thể các con bỏ vào 1.000. Rồi tới cái ngày sinh nhật á, các con lấy tiền ra, các con mua cái bánh sinh nhật. Cắt bánh sinh nhật này á, dâng lên cho cha mẹ, gia đình. Khỏi cần tổ chức sinh nhật, khỏi cần làm cho cha mẹ tốn tiền. Hiểu chưa? Chỉ cần có một cái tâm vậy thôi là một cái gương mẫu để mà gọi là người ta học theo rồi. Thường là con người ta là sinh nhật cứ là đòi tiền, đòi quà, đòi này đòi kia, đòi phải mua cái này kia ăn đãi bạn nữa. Bây giờ mình nghe đạo rồi, các con không có được đòi mà các con phải đi dành tiền đó đó. Tiền mà cha mẹ cho mình đi học là cái phần tiền của mình, mà lại bỏ vô 2-3 ngày bỏ 1.000 cũng được. Vậy đó mà tới khi sinh nhật là có tiền đó, không có gì hết đâu. Dù tiền lẻ 1.000, 1.000, 1.000, lâu lâu thì vô mánh bỏ 10.000. Hiểu chưa? Thì các con biết rằng tới khi sinh nhật là các con có thể mua quà cho cha mẹ nè. Các con có thể mua bánh kem cho cha mẹ và đãi cho người thân trong gia đình. Các con thấy không? Một cái hành động đó, tuy là một cái việc làm nhìn thấy nhỏ, nhưng mà cái tâm các con lớn dữ lắm. Phước các con cực kỳ lớn luôn. Nếu mua xong hết rồi mà còn dư được vài trăm ngàn, vài chục ngàn á, thì các con đi đến chùa trong cái tầng đó các con cúng dường tam bảo, nuôi các cụ già, gọi là kính lão đắc thọ. Hiểu chưa? Đó. Có nghĩa là tuyệt đối không có để cho cha mẹ mà mua quà cho mình hay là cho mình tốn tiền bạc cái ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật là tuyệt đối không có dùng cái đồng tiền của cha mẹ, nghe chưa? Tại vì sao? Nhị Đức đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tại vì cái ngày sinh nhật mẹ mình sinh mình quá khó rồi, gần chết mới sinh được mình. Còn cha thì ông chạy vòng vòng ở ngoài phòng đẻ cũng như con gà chống mắt đẻ, nó chạy lăng xăng. Mà bây giờ mình lại lấy cái ngày đó mà mình vui cười, mình chúc tụng, mình quên đi cái công ơn sinh thành của cha mẹ, thì cái ngày đó mà mình đi đòi quà để cho cha mẹ tốn tiền bạc thì cái điều đó hành động mình không có đúng. Mà ngày đó chính bản thân của mình nên biết được mình nên làm gì. Thấy không? Mua cái bánh kem đem về cắt ra gia đình mấy thành viên, cha mẹ là cái bánh kem lớn nhất, phần lớn nhất. Còn anh, chị, em thì theo phần đó mà mình cắt ra. Chính bản thân mình làm điều đó và mình bước ra đến ngay cha mẹ, mời cha mẹ ngồi xuống, mình còn biết dâng bánh kem cho cha mẹ. Một cái hành động đó nó tạo ra một cái gia đình hạnh phúc vô cùng. Những Đức nói rằng có những người chúng ta dù có học nhiều đi chăng nữa, nhưng mà mình có khi mình cũng không biết cái việc này luôn. Không biết cái việc này. Có khi ngày sinh nhật mình biết rủ bạn bè đi ăn uống rồi đi nhậu, đi karaoke. Nhiều người lớn chúng ta trong đây đã từng làm điều này mà. Và cả những Đức ngày xưa cũng đã từng làm điều này, mình không biết. Hiểu không? Nên bây giờ mình nên xây dựng lại để cho cái lớp trẻ sau này nên nhận thức lại. Các con nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tại sao mà mình đi làm cái chuyện mà nó không dính dáng đến cái công ơn sinh thành. Mình đi làm cái điều đó, rồi các con lớn lên rồi mà toàn là làm cho cha mẹ bận tâm lo gì mình không à. Làm cho cha mẹ bận tâm lo gì mình không thì làm sao mình có phước đây. Không có phước đâu. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ những Đức tặng cho các con một con heo này,
nhưng mãi mãi nó sẽ đẻ ra nhiều con heo khác. Vì sao Nhật Đức nói điều này? Vì Nhật Đức chỉ tạo cái nhân để cho con nhìn nhận thôi. Rồi sau này khi mà con heo này nó giảng sanh á, thì tự các con đi mua con heo khác. Hiểu chưa? Vậy rồi thì cứ vậy mà làm, chứ đâu phải tôi mua đi mua heo hoài. À, chỉ đi mua heo một lần thôi rồi dạy người ta. Các con nhớ nè, khi các con làm được điều này đó là các con nên dạy bạn các con trong trường học: bạn ơi, thầy tôi dạy, tôi giờ á vài ba ngày tôi bỏ vô 1,000, hoặc là lúc nào mà tôi được lì xì may mắn một chút thì bỏ vô 10,000 20,000 vô con heo. Nên á, tớ mà năm mà sinh nhật của tôi là tôi mua quà bánh cho cha mẹ tôi nè. À, bạn cũng nên làm điều này đi. Cái tâm đó mình vui lắm. Mà tôi làm được rồi tôi vui lắm bạn ơi. Vui dữ lắm luôn bạn à. Thấy không? Mình làm rồi mình chỉ bạn nữa. Rồi mình kêu bạn mình là phải chỉ bạn của bạn nữa. Thấy chưa? Cái hành động thiện nó nhân rộng ra. Thì cái phước của cái người ban đầu dạy lớn, cực kỳ lớn. Các con nhớ nè. Một cái việc ác mà đến với mình là cắt đứt cái việc ác này, không cho mở rộng. Một cái việc thiện mà đến với mình là mở rộng việc thiện ra, thì phước các con cực kỳ lớn luôn. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng cái đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.